ơi, các bạn thấy dễ thương quá trời ơi. Chị đang yêu ghê luôn. Rất là dễ thương. À, cái này là chị mua một con tôm với lại là một ký hải sâm. Các bạn thấy cưng không? Đeo cái nơi vô nhìn dễ thương ghê luôn á. Đó. Còn đây là hai dĩa cơm tấm của mình cho bạn Diễm này. Dĩa đầy đủ nha, full topping nha các bạn. Sườn bì chả ốc la. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại cửa hàng hải sản của bạn Diễm nha các bạn. Thì hôm nay là một clip cũng khá là nhiều nội dung trong clip này các bạn ạ. Đó là hôm nay bạn Diễm cũng thực hiện mỗi công việc lần đầu tiên thực hiện trên các mặt hàng hải sản của mình. Và sau đó chiều nay mình sẽ đi phát quà cho một số hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh bằng số tiền của một số mạnh thường quân mua hải sản của bạn Diễm và nhờ bạn Diễm trao dùm nha các bạn. Hôm nay đã là ngày 23 rồi, là cũng cận kề Giáng sinh rồi, thì hôm nay là Diễm sẽ tự tay để làm những cái nơ này lên những cái đơn hải sản gửi đi cho các khách hàng của mình. Và sau khi mà mình sẽ đóng hàng để gửi đi xong buổi sáng nay thì mình sẽ có một cái nội dung mình thấy cũng rất là ý nghĩa, đó là những khách hàng của Diễm mua hải sản của Diễm xong thì vẫn chừa lại một phần tiền để nhờ Diễm làm cái câu nói là gửi cho các hoàn cảnh khó khăn nhân cái dịp Giáng sinh này. Thì bây giờ là mời các bạn cùng khám phá với Diễm là về những cái đơn hàng hải sản thì có gì đặc biệt. Sau đó thì sẽ theo chân Diễm để đi gửi những cái phần quà của mạnh thường quân đến với các hoàn cảnh khó khăn nhân cái dịp Giáng sinh nha. Đó. Bây giờ thì hôm nay là Diễm sẽ thắt nơ vô những cái con kinh ráp siêu to khổng lồ. Cái này là tặng quà Giáng sinh các bạn, nên mình thắt nơ vào cho nó đẹp. Hàng cao cấp thì phải trang trí cho nó thật sự cao cấp luôn. Cái này là con kinh ráp này, đơn này là chuẩn bị đi móng cái nha các bạn. Một con kinh ráp này khoảng một con 2,7 kg. Chú tôm dễ thương chưa? Đơn này thì bây giờ 9:30 sẽ bay đi Hải Phòng. Từ Hải Phòng thì họ sẽ gửi về móng cái Quảng Ninh nha các bạn. Đó, một em tôm. Sáng nay là phải tranh thủ từ sớm các bạn ạ, tại vì sợ trễ chuyến bay á. Giao hàng là phải đang ngồi chờ. Chắc người nhận thấy hùng này cũng hết hồn luôn. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Này mà bạn Diễm thấy mắt con này đang đưa qua đưa lại không? Có vẻ rất là thích nơ các bạn. Tôm hùm đeo nơ, kinh ráp đeo nơ. Gửi em về với người thương. Cái đơn này là gọi là đơn rất là to. Chị mua một con kinh ráp này, ba con tôm chích Alaska, tôm hùm Canada này là 1,5 kg. Xong rồi chị mua hai con bạch tuộc. Hàng bạch tuộc của Diễm rất là bán chạy nha các bạn. Em kinh ráp này. Cái nơ này hơi bé với con kinh ráp bạn Diễm ha. À, các bạn thấy chưa? Giờ Diễm sẽ đóng lại nha, rồi mình xoay một thùng kế tiếp nữa để đưa anh gửi hàng, anh mang ra sân bay giúp Diễm. Giờ sẽ đi về Vân Đồn, Quảng Ninh nha các bạn. Đây, bây giờ là còn cả táo và nho để gửi đi nữa nè. Táo này có đeo nơ không bạn Diễm? Táo này chắc là để Diễm từ đóng coi thế nào. Bây giờ là Diễm còn phải thêm một thùng nữa là chị lấy hai con bạch tuộc. Ê, hai con bạch tuộc nhật. Mình sẽ cho một cái túi đá ở dưới này trước nha. Như này mình thắt nơ là cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Đây là chị mua mình con tôm mới đúng không Diễm? Với lại 1 kg hải sâm. Đây hải sâm đây. Đây. Con gái út chúc bố mau khỏe nhé này. Thắt nơ vào. Chị không có nhờ mình thắt nơ các bạn, chị chỉ nhờ mình ghi dùm nếu mà có thể thì ghi lên tờ giấy là chúc bố mau khỏe. Nếu mà với những cái đơn nào mà cần sự gửi cho người thân này, cần sự chăm chút trong cái việc là viết thư hay là làm quà bất ngờ đó, thì Diễm sẽ tự tay mình làm để các bạn có thể là yên tâm. Và chị Diễm sẽ cố gắng hết mình để khách hàng của mình cảm thấy vui nhất có thể. Các bạn thấy dễ thương quá trời ơi. Chị đang yêu ghê luôn. Rất là dễ thương. Cái này là chị mua một con tôm với lại là 1 kg hải sâm. Rồi đóng nó vào đây. Em về với bố nha. Hải sâm này ăn cũng rất là bổ nha các bạn. Mình xào với rau củ ăn cực kỳ tốt luôn, hoặc các bạn nấu cháo cũng được. Đây là một con kinh ráp. Mua một con kinh ráp mấy ký là được tặng mực mà Diễm? Mua một con kinh ráp trên 2 ký thì được tặng 1 ký mực vòng như thế này nha các bạn. Cái này về mình xào hay là mình chiên bột cũng ngon ha. Này là
đối với đơn lẻ nha. Đó thì mua con trứng ráp trên 2kg thì sẽ được tặng 1kg mực này, mình về để xào hay nướng gì cũng được. Đây thì sẽ là một con trứng ráp 2kg 78, gần 3kg luôn. Đúng rồi. Ồ. Đây đóng rất là nhiều đá để cho gây mê nó các bạn ạ. Em ra đây chơi một xíu nha. Wow. À, các bạn thấy đã chưa? Đây con này là 2kg 78, khách mua để chiều nay làm một cái bữa tiệc gia đình. Thì bây giờ là Diễm sẽ để lên đây để mình thắt cho em nó một cái nơi nha. Ôi khách nhận chắc khách hết hồn luôn. Để mình giữ cái nha. Ui, con này là cái càng này các bạn này. Nó kẹp là khỏe lắm đấy. Trời ơi. Các bạn thấy cưng không? Đây cái nơi vô nhìn dễ thương ghê luôn á. Đó. Bây giờ là vẫn sẽ đóng lại nha. Đây là cái mặt bụng đó nè. Đây, khép rồi. Chân mình khép cái chân nó lại. Cho nó vào đây. Bình thường thì đây chỉ là một món ăn, nhưng mà mình cảm giác là đeo cái nơ vào nó là một cái món quà rất là sang và xịn và dễ thương các bạn ạ. Tại vì các bạn biết không, cái giá trị của cái kinh ráp ấy thì nó cũng rất là cao. Thì Diễm cũng muốn làm cho các bạn khi mà nhận được quà, đặc biệt là dịp Giáng sinh này, thì mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Mới lấy đá ra một xíu rồi nó tỉnh lại đấy các bạn. Bỏ đá vào nhanh thôi. Bao nhiêu tiền bạn Diễm? Một tảng này rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu rồi các bạn ạ. Cũng không phải là quá nhiều tiền các bạn, so với các bạn mua tôm hùm kinh ráp thì mình mua một tảng cá hồi này chỉ có 1,5 triệu thôi, nhưng mà mình ăn được nhiều bữa nhiều ngày và rất là tốt nữa. Tại sao giá Diễm không có công khai cá hồi là tại vì thật sự là mặt hàng cá hồi nó lên xuống rất là nhiều các bạn ạ. Nó không có cố định, cho nên là các bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi cho Diễm. Một tảng này là ví dụ như cái phần này là các bạn. Phần này là các bạn ăn sashimi này. Thì cái phần phía đuôi á các bạn sẽ dùng để áp chảo. Đó thì ăn nó rất là ngon, mình áp chảo hoặc là mình sốt này hoặc mình thái ra làm lẩu đều rất là ngon. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào để đóng thùng nha. Này mình không đeo nơ mình Diễm ha. Không, cá hồi nó tốt nên là chị không có đeo nơ. Chung là buổi sáng ngày hôm nay là sẽ có hơi nhiều đơn một xíu mà mình sẽ chuẩn bị xong, sau đó thì mình sẽ cho ship đi giao. Bây giờ đang là gần 2 giờ chiều nhưng mà và bạn Diễm cũng vừa mới xong cái công việc ship hàng của ngày hôm nay cho tất cả các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác các bạn ạ. Tại vì cũng sắp tới Noel rồi nên là đơn để tặng quà khá là nhiều. Và hôm nay bạn Diễm còn thêm công việc là thắt nơ nữa. Thì bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi trao cái số tiền mà những khách hàng của bạn Diễm mua hải sản xong và còn dư một số tiền và nhờ mình đi trao giúp nha các bạn. Diễm xin chào tất cả các bạn. Diễm đang cầm trên tay đây là số tiền 11.096.000. Thì số tiền này là cũng xin thông báo là không phải là số tiền mà Diễm đứng ra quyên góp cho bất kỳ một cá nhân nào cả, mà số tiền này là từ những khách hàng mua hải sản của Diễm còn dư lại và họ muốn gửi thêm một cái phần để mà nhờ Diễm làm cái cầu nối trao đến các hoàn cảnh khó khăn. Thì số tiền này là của 4 vị khách. Đầu tiên là của anh James là 1.340.000, và người thứ hai đó là của chị Phương Bùi hay là Phượng Bùi gì thì không biết nữa. Chị do là chị nhắn không dấu, chị ở nước ngoài chị nhắn không dấu nên là em xin đọc vậy nha. Số tiền chị mua để một cái combo đại tiệc Giáng sinh để ngày 24 này gửi cho người nhà. Và chị chừa lại một cái số tiền là 7.236.000 để nhờ Diễm gửi đến các hoàn cảnh khó khăn. Và một khách hàng thứ ba là cũng mua của Diễm hai lần rồi. Và anh gửi 1 triệu, anh có biệt danh là Hoa Tulip và anh sống ở Hà Lan nha các bạn. Và một cô bên Pháp thì cô này lại không mua hàng của Diễm mà lại mua hàng của bên Ánh Cua. Sau đó thì số tiền còn dư thì cô mới nói là nhờ anh cua chuyển cho mình để có gặp ai thì trao giúp cô. Thì tổng số tiền mà 4 vị khách Diễm
điểm cộng lại là 11.096.000 nha các bạn. Đó. Thì hôm nay là Dũng nghĩ là nhân cái dịp mà Giáng sinh và cũng như là cái dịp Tết dương lịch sắp tới rồi, thì mình nghĩ là sẽ gửi mỗi phần quà, là đại diện cho các mạnh thường quân là gửi mỗi một phần quà sẽ là 500.000, riêng một phần quà còn lại sẽ được bất kỳ thôi sẽ là 600.000, tại vì nó có dư lẻ 100.000 á. Thì Diễm cũng mua sẵn cái phong bì đây rồi. Diễm nghĩ rằng thôi thì cái gì cũng là cái duyên cả, mình cứ gửi mỗi phong bì như vậy thì với những người mà hôm nay mình có duyên gặp gỡ nha. Ban đầu các bạn, đây bạn Diễm, cái số tiền này là 500.000 hết, nhưng mà có 90.000 này tiền lẻ thôi. Thì ban đầu mình dự tính là mình trao bằng tiền như này và không bỏ phong bì để cho các bạn thấy cho rõ ràng. Tuy nhiên là theo ý bạn Diễm là muốn bỏ vào phong bì để cho nó lịch sự các bạn ạ. Thì không biết là các bạn thấy như nào. Với Diễm thì Diễm nghĩ ra cái gì cũng đã rõ ràng trên clip rồi. Mọi thứ thì tụi mình cũng quay đó là rõ ràng rồi, cho nên là mình cũng nói là phần quà thì Diễm muốn bỏ phong bì để cho nó hơi được được chỉnh chu một xíu. Diễm nghĩ là như vậy nó sẽ hay hơn, cho nên là Diễm cũng xin phép là được thay mặt cho các mạnh thường quân gửi cái số tiền này và những cái phong bì này. Số tiền 11.096.000 thì Diễm làm tròn là 11.100.000 sẽ được cho vào 22 phong bì nha. Mỗi cái phong bì thì mình sẽ ghi rõ số tiền mà người tặng được nhận nha các bạn, để mọi người nhận cũng biết là mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Mình ghi rõ vào đây luôn. Trước mặt các bạn là 22 cái phong bì nhé bạn, mỗi cái là 500.000, riêng có cái kia là 600.000. Đây. 600.000. Diễm gửi vào luôn. Diễm ghi số ở đây là 600 này. Ghi rõ là 600 nha các bạn, còn những cái này đều là 500 hết nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào phong bì và sau đó mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi dọc đường phố Sài Gòn. Mình sẽ trao cho một số hoàn cảnh khó khăn mà mình gặp trên đường nha các bạn. Bây giờ mình đang trên đường Nguyễn Trãi quận 1 nhưng mà và đây sẽ là phần quà đầu tiên 500.000. Vì là tiền nên là Diễm không muốn cầm trên tay, Diễm bỏ túi. Nhưng gặp ai thì Diễm sẽ lấy ra nha các bạn. Đây là phần quà Diễm gửi cho cô chú. Diễm thấy cô chú đang nằm ngủ. Cô chú đang nằm ngủ, có hai bạn cún dễ thương các bạn. Đây mình tặng hai cô chú một phần. Con chào chú. Chào chú. Con chào chú. Chào chú đâu? Cái này là số tiền của mạnh thường quân gửi tặng. Hôm nay chú là người may mắn nhận được số tiền nhiều nhất là 600.000 nha các bạn. Đó, đây cái này của mạnh thường quân gửi tặng dịp Giáng sinh để chú ăn uống nha. Dạ rồi. Chúc chú sức khỏe chú. Dạ. Mình đi ngang qua đường Trần Hưng Đạo các bạn ạ, và đường này là đường Nguyễn Cư Trinh. Mình thấy chú đi, chú này là chú đi lụm chứ không phải là đi mua nha các bạn. Ngoài đường các cái có cái gì thì chú nhặt cái đó, và chú nói chú không có nhà nên mình gửi tặng chú luôn. Chú nói là xe này là chú người ta cho. Nên là chú đem đi nhặt, chú bảo là chiều mai nhặt được ít quá. Cái phần quà 600.000 thì mình cứ để trong đó, mình lấy ra thì vô tình thôi các bạn, chứ không phải là mình cố tình cho ai 600 hay ai 500 đâu, có một phần 600 duy nhất. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi nha các bạn. Ở đây có một cái chú đang lụm ve chai này các bạn này, mình tặng chú một phần quà. Bây giờ chú. Xe chú đâu? Xe chú để nhà bà con á. Ở đây chú ở đâu? Ở đây ở trong đường qua
con gửi tặng chú nhân dịp Giáng sinh này, con thay mặt con gửi chú nha. Rồi, chú sức khỏe rồi. Nha. Dạ. Chú ở đây chú tìm với cha hay sao? Đi gần đi cha là đang lụm mà. À được nhiều chưa chú? Chưa. À đây à. Một ngày nhặt được khoảng nhiêu tiền chú? Trăm trăm mấy à. Ngày lụm được trăm trăm mấy. À, dạ. Ngày chú lụm được trăm trăm mấy, chú giữ ký nha. Dạ, dạ. Chú đừng có đưa cho ai nha. Chú đeo cái bao tay và coi chừng là nhặt nhặt như này là trúng cái kim tiêm hay là cái miếng chai ấy. Cũng bị đứt ra ngoài chứ. Đấy, đấy chú đeo bao tay và bao tay vải ấy. Rồi con đi nha chú. Dạ, cảm ơn hai con. Dạ, chú lên đây lâu chưa? Lên đây lâu rồi, lúc con nhỏ rồi. Dạ. À, cái này là con xin phép thay mặt Mạnh Thường Quân con gửi tặng cho chú ạ. À. Dạ, dạ, dạ. À, cái này là mình chỉ tặng cho một chú, nhưng mà chú kia thì mình không biết như thế nào nên là mình không có tặng. Đấy. Mình đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương các bạn ạ. Mình gặp chú này đi lụm ve chai thì mình tặng chú một phần quà luôn các bạn ơi. Chú ở gần đây không? Dạ. Chú bao nhiêu tuổi vậy chú? 65. À, cái này là quà của Mạnh Thường Quân của dịp Giáng sinh thì con gửi chú nha. Dạ. Chúc chú sức khỏe nha chú. Chú đi cẩn thận nha. 65 tuổi đúng không bạn Diễm? 65 tuổi. Hôm nay thì mình có duyên gặp khá là nhiều cô chú đi lụm ve chai như chú vừa rồi các bạn ạ. Đây là chú thứ ba mà mình gặp rồi. Bây giờ là mình và bạn Diễm đang có mặt trên đường Lê Văn Sĩ nha các bạn. Mình lại hỏi thăm ngoại nha, thấy ngoại ngoài đang ngồi ăn cái bánh. Đây. Ngoại ở đâu đây? Dạ. Quận 12. Quận 12 ở sao ngoại ngồi đây? Ngoại nói là lên ngồi đây có ai cho đồng nào. Dạ. Ngoại có hay ngồi đây không? Dạ có. À dạ. Cũng hay ngồi ngay trước cổng nhà thờ các bạn ạ. Ai đưa ngoại lên đây ạ? Dạ có, dạ, chú cho. Chú sẽ ôm với chỗ ngoại. Dạ không có. Còn ngoại ở đây là ở nhà hay là ở nhà trọ? Dạ ở nhà trọ như đó. Đây là tiền của Mạnh Thường Quân nha, cái dịp lễ Giáng sinh tới này. Con thay mặt Mạnh Thường Quân thì gửi biếu ngoại nha. Dạ, à, chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Ngoại cất đi nha. Bây giờ chú. Mình và Diễm đang đi trên đường Phan Đăng Lưu các bạn ạ. Mình thấy chú chống nạn để bán vé số thì sẽ tặng chú một phần quà luôn nha các bạn. Con gửi tiền vé số riêng. Chân chú bị sao chú? Bị tai biến bên này rồi bị khớp với chân rồi tới dưới quá té nó bể xương rồi. À. Bể. Cái này là con gửi tiền vé số chú khỏi thới nha. Dạ. Rồi bán cơm. Chú đi cẩn thận nha. Tại vì con thấy chú đi ngược chiều mà đi chân không vững thì nguy hiểm quá. Dạ chú con sức khỏe nha. Tay hết rồi, hết chân hết tay rồi. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ con chào chú. Còn kim tờ còn đổ chú cháu sức khỏe gia đình hạnh phúc. Dạ dạ con cảm ơn chú. Chú cất đi, chú cất đi. Dạ, dạ, con chào chú nha. Dạ. Đấy, chú đi rất là khó khăn các bạn ạ. Bây giờ thì mình đang có mặt ở ngã ba đường Phan Đăng Lưu và đường Nơi Trăng Long các bạn. Mình thấy cô này bán vé số ngay ngã ba này. Con chào cô. Cô bệnh ở trong bệnh viện bị ung thư hả? Cô là bệnh nhân ở trong bệnh viện ung bướu. Mà sao mình không làm cho nó chữa trị mà ra đây bán cô? Hết rồi, đó, chợ trong đó, đó hết rồi. Hết rồi. Rồi à, chuẩn bị khám tái khám lại thôi. À, chờ tái khám lại rồi. Bây giờ mình bán cái này để là kiếm cho tiền ăn cơm qua con này. Sao? Dạ, tạo cho. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Đến năm 49, năm nay 73 rồi đấy. À, 73 rồi. Dạ. Cái này là quà của Mạnh Thường Quân thì con thay mặt con gửi cho cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Chúc cô là tái khám lại là hết bệnh hoàn toàn nha. Hết là dạ còn con của cô. Đây rồi chị. Chị dắt bé ở đâu đây? Bé đây là bệnh viện ung bướu. Bệnh viện ung bướu. Ung thư máu hả chị? Máu. À rồi.
địa chỉ để nấu cho cô. 4 năm mấy tháng nè. 4 năm mấy tháng. Chị xách cái bao này là bao gì đây? Quần áo. Quần áo mùng mền lên xã đâu á. Chị là ở tỉnh nào lên chị? Ở tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh à? Là chỉ có mình chị đi chăm cháu thôi. Dạ, 4 năm mấy nay. 4 năm mấy rồi á. Chị với cháu nhiều sức khỏe nha. Bye bye con nha. Bye bye nha. À, hồn nhiên ghê luôn á. À. Là mấy tháng nay không có lên Sài Gòn. Nay là mới lên. Dạ. Em chào chị nha. Bye bye con. Em chào chị. Sao bé khóc vậy chị? Đòi bánh nha hả? À, để cô cho tiền mua bánh nha. Quê Long An. À, Đồng Hương và Diễm à. Chị với bé lên đây ở chợ. Ê, mình thấy có bé nên là mình hôm nay là một cái món quà Giáng sinh thì mình tặng cho chị với lại bé luôn. Hôm nay là thay mặt ông già Noel là gửi tặng cho bé với lại chị về Giáng sinh nha. Dạ, chị mua cho bé bịch bim bim nha. Dạ, chị. Hết sốc nha. Chào con nha. Chào cô chú đi con. Bye bye. Bye nha. Không được khóc nữa nha, phải ngoan cho mẹ bán vé số nha. Dạ. Rồi, em chào chị nha. Con chào cô chú. Chân mình là bị sao vậy chú? Em bị có tật á, cho cái kiểu sáu bảy gì đó. Đây là sao quá à? Bán hàng hả? Bán chung à? À. Ở đây thì mình bán vé số ngày bán được nhiều không? Có gần trăm chữ à? Dạ. Đây là cái tiền này là của mạnh thường quân gửi tặng cho các bà con mình dịp Giáng sinh thì em xin gửi tặng anh nha. Còn một chú ngồi ở gốc cây này nữa các bạn này. Đây đều là những cô chú lớn tuổi mà ở quê lên Sài Gòn bán vé số các bạn. Con chào chú. Ngồi đây bán thì có bán được không chú? Được, bán ra ra nhiều người ta thấy vậy đó, người ta vô người ta mua. Dạ. Cái này là quà của mạnh thường quân gửi tặng nhân dịp Giáng sinh này, thì con xin chú gửi tặng cho chú với lại cháu, thì chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chú là mua may bán đắt nha. Con chào chú ạ. Dạ dạ. Ở đây có một bé gái thì bán vé số với mẹ nữa này. Đưa bé ra đây vậy chị? Ở nhà không có ai trông á. Ở nhà không có ai trông à? Qua tại vì hoàn cảnh khó khăn mình bán phố nè. Có 50 vé mà lần thanh có 50 ngàn thôi. Còn bán không hết nữa. Bán không hết nữa. Hết nữa. Rồi ngày mai mới bán. Nhà thì nhập đi. Dạ. Đó. Nhà nó bỏ đi rồi. Dạ. Mình đang có mặt ở vòng xoay Điện Biên Phủ nha bạn. Con chào cô. Chú là như thế nào với cô? Chú là như thế nào với cô? Con cái này là coi như cháu. Cháu của cô à.
Cô chú giữ gìn sức khỏe nha. Là mình ngủ trên xe luôn hả cô? Có mình cô ngủ trên xe thôi. Nó ngủ trên xe. Còn dạ dạ. Đó, chúc cô chú giữ gìn sức khỏe nha. Đường Võ Thị Sáu nha các bạn. Nhìn chú rất là thương luôn, chú gầy lắm các bạn ạ. Bạn nào có dịp đi ngang đây thì ủng hộ chú mày tạo vé số nha. Bên kia là công viên Lê Văn Tám nha các bạn. Dạ. Chú chưa ăn cơm hả? Ngày hôm nay lụm được bao nhiêu đây chú? Dạ, sáng giờ bán được có 40 và mới lụm được như này. À. Chú, con chào chú nha. Dạ dạ. Đây là đường Cách Mạng 8, con chào chú. Chú bán vé số rồi chú. Con không mua vé số mà hôm nay là con thay mặt Mạnh Thường Quân gửi chú phần quà dịp Giáng sinh. Vâng vâng. À cảm ơn. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Vâng vâng. Chào anh cô. Vâng. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ chú. Cảm ơn anh cô. Dạ dạ. Chú cất cẩn thận nha. Vâng vâng. À cảm ơn anh cô. Cảm ơn. Dạ. Rồi, mình tiếp tục đi nhé các bạn. Mình vẫn đang trên đường Cách Mạng 8 nha. Sao mình ngủ đây chú? Không có nhà. Không có nhà. Hai vợ chồng cô chú đây à? Tiền nhà là bao nhiêu chú? Bây giờ là dọn đồ ra ngoài ở hết như này hả chú? Nhưng mà sao người ta cho mình nằm đấy, nhiều đồ quá trời luôn. Người ta cho ở đó. Chú ở đây được mấy bữa rồi? Cả tháng rồi. Mà chú ở phòng trọ chỗ nào mà người ta không cho ở nữa? Tân Thạnh Đông, quận 12 hả chú? Dạ. Giờ á có tiền lên là đóng phải tiếp nữa. Cô chú giữ sức khỏe nha. Đây ngủ luôn các bạn ạ. Mọi người mỗi hoàn cảnh, nói chung là mình thấy cô chú đây còn có hai đứa bé nữa, hy vọng một cái phần quà bé bé này thì có thể là để cô chú phải có những bữa ăn trong những ngày lễ Giáng sinh như thế này. Bây giờ hiện tại là tụi mình đang có mặt ở đường Hai Bà Trưng rồi, thì trong buổi chiều ngày hôm nay rồi gần đến cuối rồi thì mình chưa có gửi tặng cho một cô chú lao công nào hết, thì hôm nay mình thấy có một cô đang nhặt đồ rác ở đây này thì Diễm sẽ gửi tặng cho cô nha. Có một cô lao công nhìn rất là dễ mến cô ạ. Dễ cô. Mến đúng không? Đúng rồi, cô nhìn rất là ốm. Để mình tặng cô một phần nha các bạn. Cô lao công đây. Con chào cô. Chúc cô Giáng sinh vui vẻ nha. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn cô. Bây giờ thì mình còn một phần quà duy nhất và mình đang đi ngang qua nhà thờ Tân Định các bạn. Nhà thờ màu hồng. Rất là đẹp ở trên đường Hai Bà Trưng. Nhà thờ Tân Định vào ban đêm rất là đẹp các bạn ơi. Buổi tối lên đèn này. Ở đây là cái phần quà cuối cùng mình sẽ trao khu vực này luôn nha các bạn. Và sau đó mình sẽ tìm một món gì đó gần đây để cùng với tất cả các bạn thưởng thức và kết thúc clip luôn. Bạn Diễm thấy như thế nào bạn Diễm? Nhà thờ hôm nay trang trí đẹp, có Diễm cũng muốn là sẽ là phần quà cuối cùng được trao
tại nhà thờ này, tại vì là món quà Giáng sinh mà, nên là mình sẽ xuống xe mình qua đường, thì mình có cô chú nào ở gần đây mình sẽ gửi tặng nha. Mình thấy bên kia có một chú đạp xích lô kìa. Đây, bên này có một chú đạp xích lô này các bạn ơi. Chú đậu ngay trước nhà thờ luôn. Mình sẽ tặng chú một món quà bất ngờ trước ngày Giáng sinh nhé các bạn. Bây giờ chú. Ế lắm rồi chú. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70. Bảy mấy rồi chú? 70. Và bây giờ là chở xích lô này là chở khách hay là chở hàng chú? Chở khách, chở hàng luôn, ai kêu đâu mình làm đó. Dạ, nhưng mà hôm nay kiếm được nhiều chưa chú? Giờ ế lắm nơi xích lô, giờ 10 phần rồi, chở 8 phần thua rồi, mới về dạ. Đi rách. Dạ. Làm sao mà có đi chơi đâu. Chú ăn gì chưa? Rồi cũng vậy, đâu có gì đâu, giờ này tối ăn nổi mì người ta cho, hay là cơm cái gì có. Dạ. Chú có hay đậu ở nhà thờ Tân Định này không chú? Tối nào cũng đậu đây đó. Tối nào cũng đậu đây. Còn ngày về làm chợ. Là chú đậu ở đây khoảng bao nhiêu năm rồi? Cái này tôi chạy cái này thì đặt đậu chừng năm mấy ngàn, nhưng mà chạy cái này trên 50 rồi. À. Chạy luôn. Trên 50 năm. Trời ơi, chú chứ chạy trên 50 năm luôn á. Hôm nay là mình đang ở nhà thờ này là cái không khí Giáng sinh rồi, chú thấy không khí Giáng sinh ở đây sao ạ? Cũng vậy thôi chứ có gì nên năm nay là cũng hơi buồn hơn. Hôm nay hơi buồn chú nhỉ? Dạ. Đây là một phần quà của Mạnh Thường Quân, hôm nay sẽ là món quà bất ngờ. Thì của Mạnh Thường Quân gửi tặng nhân dịp Giáng sinh này, con xin phép là con gửi tặng bữa cơm có thịt, nhiều thịt một xíu nha. Bây giờ chúc chú nhiều sức khỏe và Giáng sinh thật là vui nha chú. Dạ, con chào chú nha. Dạ. Chú đang đậu ngay ở nhà thờ nữa các bạn ạ. Thì bây giờ chắc là mình sẽ lại một cái quán cơm quen thuộc của mình và Diễm ở đây. Nhưng mà mình chưa review bao giờ cả, nhưng mà ăn nhiều rồi các bạn ạ. Cái vị trí nhà thờ này các bạn biết là tại sao mà chú đặt xích lô đây không? Tại vì khách du lịch tới đây check in rất là nhiều. Đây là một trong những ngôi nhà thờ Đức Bà, thì một trong những nhà thờ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, tại vì nó nguyên là màu hồng rất là dễ thương luôn. Không khí năm nay thật sự nó không được nhộn nhịp như mọi năm, nhưng mà thôi thì nhân dịp Giáng sinh là Diễm cũng xin chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe. Còn bây giờ nói thật sự với các bạn là đi hơn 3 tiếng đồng hồ để làm, để gửi những cái phần quà đến cho các cô chú, bây giờ là đói thật sự là muốn xỉu luôn, nên là mình sẽ đi tìm cái quán cơm ruột của tụi mình ở cũng gần nhà thờ Đức Bà, gần nhà thờ Tân Định luôn, để mình ăn cơm nha. Đây về đây là cách nhà thờ là chỉ khoảng 100m thôi các bạn đó. Tự nhiên vừa chạy xe đi là tiếng chuông nhà thờ vang lên luôn, thì mình cũng cảm thấy rất là cái duyên. Bây giờ mình sẽ lại đây giới thiệu cho các bạn một cái quán cơm tấm mà tụi mình hay ăn nha. Quán cơm này có tên là quán cơm gì tám nha các bạn, nhưng mà mình hay gọi quen là quán cơm tấm đêm chợ Tân Định. Đấy, thì quán này mình ăn rất là nhiều rồi. Thì hôm nay mình sẽ ngồi đây mình thưởng thức nha các bạn. Bây giờ mọi người đang ăn rất là đông à. Bà Diễm hôm nay ăn cái gì bà Diễm? Quân tấm pin. Cho em hai đứa đầy đủ hay gì? Ở đây thì Diễm thấy là có cả lạp xưởng này, cánh gà nè, rồi chả, bì, rồi sườn nướng. Nói chung là đầy đủ hết các bạn, nhưng mà đặc biệt là hương vị rất là ngon. Và có cả trứng ốp la nữa cho các bạn. Rồi bây giờ mình lại bàn đi. Okay. Mình lại cái bàn kia kìa. Quán này thì khoảng 5 giờ là mở cửa các bạn ạ, nhưng mà khoảng 6 giờ các bạn tới đây các bạn ngồi ăn là rất là tuyệt vời luôn. Ở kia đang nướng thịt kìa. Rồi đây là chị không nói là mùi, cái mùi khói này là cái mùi mà nướng sườn với các bạn, nướng thịt nó rất là thơm. Bạn Diễm cái quán đằng sau đó là quán Cháo Ếch Đêm chợ Tân Định nhé bạn Diễm. Đúng rồi, tụi mình cũng từng review quán Cháo Ếch rồi, nhưng mà quán cơm tấm thì là hay ăn, nhưng mà nói là để hôm nào có dịp sẽ qua giới thiệu với các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghĩ là một cái duyên rất là hợp lý để có một cái đoạn ngắn ngắn vẫn làm công việc của mình như hàng ngày, đó là review ẩm thực. Bên cạnh bạn Diễm đang có hai cô chú lớn tuổi ăn rất là dễ thương. Nhìn cô đẹp lắm đó quá. Đúng rồi. Đấy, đây là đường Hai Bà Trưng nha các bạn. Còn đây là hai dĩa cơm tấm của mình cho bạn Diễm này. Dĩa đầy đủ nha, full topping nha các bạn. Sườn bì chả ốp la. Cơm tấm gì tám nha các bạn. Đó, quán là cơm tấm gì tám, nhưng mà mọi người hay gọi quen là cơm tấm đêm chợ Tân Định. Món này mình thấy cũng khá là đơn giản, nhưng mà cho vô cơm tấm thì mình lại thấy nó lại rất là hợp lý. Nha. Mình và Diễm thì rất là hay ăn ở quán này các bạn ạ, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình quay trên kênh mình. Bạn Diễm cho mọi người xem Diễm, bạn Diễm có gì nào? Dĩa của Diễm đầu tiên là sẽ có một miếng chả. Đây, chả hấp nè. Và cái này là gọi là bì. Bì với lại thịt lát này. Ở đây được cái là họ cho thịt nạc nha các bạn, không có bị mỡ nhiều đâu. Các bạn
tới đây ăn cơm tấm thì mình khuyên các bạn là nếu kêu thêm một chén canh súp nữa, ăn nó rất là ngon. Một trong những cái mà Diễm thích ăn cơm tấm đêm ở đây nữa là ở đây có cái phần dưa leo muối chua với lại là cải chua. Đó, quá hấp dẫn luôn. Thật sự là bây giờ đói lắm, mình muốn ăn thôi. Còn đây là dĩa của mình nhé các bạn. Cũng đầy đủ luôn, nhưng mà bây giờ bạn Diễm sẽ ăn trước rồi sau đó tới lượt mình nha. Bạn Diễm thì sao bạn Diễm? Giờ thì Diễm muốn ăn luôn thôi, không nói gì luôn á. Tại vì đây là một trong những quán mà quá quen thuộc với mình rồi. Nay phải nói là rất là mệt các bạn ạ. Mình đi từ lúc gần 4 giờ tới bây giờ đã là hơn 7 giờ rồi thì mới xong. Yeah. Đây. Làm luôn một miếng sườn nữa các bạn. Mời các bạn nha. Đói rồi không nói gì nhiều nữa đâu. Mời các bạn. Quá trời. Cái sườn ở đây họ nướng rất là thơm các bạn. Nó mềm vừa phải nhưng mà nó rất là thơm, hương vị rất là đậm đà. Mình có một lời khuyên cho tất cả các bạn là hãy tới tận nơi ăn nhé các bạn. Tại vì ngồi đây là một cái không khí rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là ăn tại chỗ sẽ ngon hơn rất là nhiều so với các bạn mua về nhà. Tại vì mình đã mua cơm tấm tí 8, cơm tấm đêm chợ Tân Định rất là nhiều lần rồi. Mua về cơ quan ăn nhé các bạn. Nhưng mà khi mua đem về cơ quan bỏ vào hộp, đem về cơ quan ăn thì nó lại không ngon như là mình ăn ở đây. Cái cảm giác gần như là nó khác khác luôn ấy. Thường thì đồ ăn mọi người vẫn khuyên là ăn tại chỗ. Cái ở đây mọi người là quán sắp xếp với bàn rất là xa, khoảng cách giữ khá là tốt. Đúng rồi. Đấy. Các bạn thấy là mỗi bàn cách nhau khoảng 2 mét. Và chỗ này thì ngồi thoải mái luôn. Dưa leo muối chua nha các bạn. Bình thường là dưa leo tươi mình cắt lát ra, nhưng mà ở đây là dưa leo muối chua rồi, ăn rất là ngon. Khi mình ăn với thịt nữa các bạn. Bạn Diễm có đói lắm không? Bây giờ là chỉ muốn ăn luôn thôi. Sườn. Nhưng mà cái nhiệm vụ quay vẫn là cái nhiệm vụ rất là quan trọng của mình. Sườn thơm, ngon, đậm đà. Đăng mà bây giờ là cơm có dính lên cũng không có quan tâm nữa luôn. Bạn Diễm thấy cái chả đây như thế nào? Nếu mà nói thật lòng á thì chả đây Diễm bình thường, mình không thích lắm nhưng mình thích cái hương vị sườn này, cái hương vị cái bì này và đặc biệt là trứng ấp la. Nhưng mà chả này cho ăn thêm để mình nó bị no á, ăn với cơm ngon á. Tối nay cảm giác như là cái tuyến đường này nó tấp nập hơn mọi ngày rất là nhiều bạn Diễm à, mặc dù không phải cuối tuần. Những ngày gần đây thì mình cảm giác như là đường phố Sài Gòn nó nhộn nhịp hơn xưa rất là nhiều rồi. Mấy tháng trước hoặc là mấy khoảng một vài tháng trước thôi là cảm giác. À, thứ 6 là Noel này đúng không nhỉ? À, chị ăn ở đây nhiều chưa? À dạ, em cũng hay ăn ở đây. Chị đi ăn có một mình chứ à? À, ai rảnh thì tự đi ăn thôi. Đây là một miếng trứng ấp la nha các bạn. Trứng ốp la đây là chiên lòng đào đó các bạn. Nó còn hơi đặc đặc một xíu, nó chưa có chín kỹ đâu. Đúng rồi. Ví dụ như là bạn nào mà thích ăn mà có kiểu là nó chín kỹ hơn thì mình nhớ dặn với chủ quán để cho người ta chuẩn bị cho nó chín. Đây, chén canh này. Nhân thành rất là chất lượng nha các bạn. Củ là hầm mềm và có cả thịt nữa. Đúng rồi, canh cực kỳ nóng luôn, nóng mà mình phải vừa ăn vừa thổi tới khi mà gần hết chén canh rồi vẫn còn nóng. Bạn Diễm bây giờ đã hồi phục lại thể lực chưa?
khoảng 50% rồi. 50% rồi. Hôm nay bình thường là nhiều khi là ăn rất là ít, nhưng mà hôm nay sẽ ăn hết dĩa cơm tấm luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn cái dĩa của mình các bạn. Đây là dĩa cơm của mình nha các bạn. Dĩa đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ cho một xíu ớt vào nước mắm. Đấy, xíu thôi. Trong cái dĩa của mình thì có bì này. Đó, ốp la. Ốp la của mình thì chiên chín kỹ. Sườn. Đây là chả nha. Mình ăn thì lúc nào mình cũng thích kêu một cái dĩa đầy đủ các bạn. Còn đây là dưa chua nha. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Ở đây thì bây giờ hơi ồn ào một xíu do là đường phố rất là đông các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Ngon cực kỳ các bạn. Thịt vừa nướng xong á. Nếu mà các bạn nào xem lại đoạn vừa rồi á, là phía sau lưng bạn Diễm là chị đang nướng thịt á. Nướng xong miếng nào là bán miếng đó. Rất là nóng. Quán cũng đông khách nữa. Nên là thịt nướng không có để lâu. Mời các bạn nha. Đây chén canh của mình các bạn thấy nè. Nóng hổi luôn. Nhiều rau củ. Mời các bạn nha. Nóng quá. Cái bì ở đây ăn rất là thơm, không bị hôi các bạn. Dai dai em. Xong mình qua nhà thờ mình chơi ha. Đây mời các bạn nha. Đây là chả nha. Chả đây rất là ngon nha các bạn. Bạn Diễm thì không thích chả lắm, nhưng mà tất cả nguyên liệu trong tô này mình đều rất là thích. Và đây là một trong những quán cơm tấm yêu thích của mình. Nhưng mà mấy lần trước mình tính review rồi nhưng mà chưa có duyên các bạn. Đây là ốp la nha các bạn. Bạn Diễm thích chín kỹ như này à? Đúng rồi, kiểu nó hơi lòng đào ở trong thôi. Mời các bạn nha. Vẫn còn hơi lòng đào một xíu mà mình tưởng là chín kỹ rồi. Nhưng mà bên trong nó còn chảy chảy xíu nè. Như là phô mai ấy ha. Ăn nó béo nó thơm. Ngon thật đấy các bạn, đang đói nữa. Đó, mời các bạn nha. Cái lòng trứng, cái lòng trắng nè. Tại vì rất là ồn ào nên là bây giờ mình sẽ tập trung mình ăn tiếp. Và mình sẽ kết thúc clip ở đây các bạn ạ. Phải nói là tuyệt vời. Bạn nào mà đang ở đây rồi, đặc biệt là ngồi ăn tại chỗ như mình nghĩ là sẽ thích quán cơm tấm này. Quán này rất là nổi tiếng mà. Ok rồi. Bạn Diễm là hồi phục năng lượng chưa? Rồi, xong rồi. Đó, chị đang còn nướng thịt đó. Phía sau cái khay thịt nướng là nhà thờ Đức Bà, ý nhà thờ Tân Định nha các bạn. Diễm cứ hay nói nhầm hoài. Nói chung là cái không khí ở đây buổi tối rất là tuyệt vời. Một bữa cơm tuyệt vời. Và với Diễm ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa. Mình có thể là hoàn thành vừa công việc cá nhân của mình và cái chuyện ở cửa hàng hải sản Phan Diễm để gửi đến những cái hải sản chất lượng nhất cho các bạn. Sau đó thì mình có thể làm cái cầu nói để gửi những phần quà của Mạnh Thường Quân và cũng là những khách hàng của Diễm đến với những người cần trong cái dịp Giáng sinh này. Đó, Diễm nghĩ nó sẽ là một cái món quà rất là vui mà những người nhận được. Thì hôm nay thì Diễm xin thay mặt cho 22 cô chú nhận được 22 phần quà, xin gửi một lời cảm ơn tới tất cả các Mạnh Thường Quân, các cô chú anh chị. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và đặc biệt là chúng ta sẽ luôn có một sức khỏe thật sự dồi dào nha. Thì hôm nay cũng mong là các bạn thông cảm là mình mặc dù cơm tấm rất là ngon nhưng mà mình không có review kỹ được do là mình cũng khá là mệt rồi. Và thứ hai nữa là hôm nay clip này có nhiều nội dung các bạn ạ. Tuy nhiên mình nghĩ đây là một quán cơm tấm cực kỳ chất lượng và phù hợp để nhiều bạn mà ở khu vực trung tâm này có thể tới để thưởng thức khi mà có nhu cầu về món cơm tấm. Còn không á, thì mình xem clip để giải trí nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin được phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Xin chào các bạn nha. Xin an lành nha.